Chuyển qua con kế bên, cái độ hở này khoảng 15% nè. Đó, độ hở nè các bạn, độ hở của lỗ và con ếch vắng vào nè. Thì ở dưới này ông này cũng y chang như vậy luôn. Đó. Đó, và cái điểm này là cái điểm cao nhất để cho mình nhận xét được cái sản phẩm này nguồn gốc nó như thế nào. À, các bạn cho mình cái đánh giá nha. Vũ chào mọi người ha. Thì cái video lần trước thì Vũ đã giới thiệu các bạn cái dòng mẫu mới của cái dòng VX8 của JBL van số. Thì cái video ngày hôm nay thì Vũ sẽ cho các bạn thêm một cái thông tin, cũng như là các bạn có thể xem so sánh giữa hai mảng hiện tại, là thêm một thông tin là hiện tại là nó sẽ có hai nguồn hàng cái dòng V8 này. Thứ nhất là hàng có tem và hàng không có tem. Thì bây giờ cái video Vũ sẽ mổ bụng cả hai con để các bạn cùng có thể các bạn so sánh. Thì Vũ cũng khuyến khích các bạn nên mua có tem. Thì vì hiện thứ nhất là vì khi mà chúng ta mua hàng có tem thì chúng ta là hàng nôm na là gọi là cái hàng chính ngạch và cái hàng không chính ngạch, nên mà như vậy thôi. Thì đương nhiên là cái mức giá các bạn phải chi trả nó sẽ cao hơn so với mức bình thường rồi. Thì chúng ta sẽ cân đo để chúng ta có sự lựa chọn. Còn video này Vũ thì mở ra để chia sẻ cho mọi người xem cái ruột bên trong và xác minh là hai con này nó giống nhau hay không, và coi chúng ta sẽ tìm những cái điểm khác nhau của hai con này. Ok, mời các bạn cùng xem video này cùng Vũ nha. Rồi, và để mà mang tính chất mà khách quan hơn á, thì Vũ nói chung là Vũ đã test rồi. Cái con mà không tem với lại cái con có tem á, thì mình để mà cái test mà hiệu quả tốt nhất á, chính là trực quan nhất mà khách quan nhất, tức là chúng ta sẽ set một cái file và chúng ta dùng cái file này để chúng ta lon qua hai con và chúng ta sẽ đánh giá về cái chất âm nó có sự khác biệt và sự thay đổi không, và nó phải đảm bảo được cái chất lượng là bài test là phải đảm bảo được một điều, đó chính là cùng một không gian, cùng một loa, cùng một sub, cùng một mic, cho đến mọi thứ nó phải cùng một nơi thì chúng ta mới có được một cái kết quả gọi là khách quan nhất nha mọi người ha. Thì Vũ sẽ làm cái video này cho các bạn. Sau video này sẽ mời mọi người cùng Vũ cùng follow kênh của Vũ để Vũ mở hai con cùng lúc các bạn, nên nó hơi trượt một xíu. Rồi, ok, một mình Vũ sẽ mở hết luôn. Đấy. Rồi, cameraman có thể quay cận cảnh trong quá trình mình mở cho mọi người ha. Đây, thì đây là hai con VX8. Thì ở đây là hàng có tem và đây là hàng không có tem nè. Đấy, thì một con hàng là xách tay nha các bạn ha. Mình hàng hóa thì mình cứ cụ thể và rõ ràng cho các bạn cùng nắm thôi. Rồi, ok. Và đương nhiên thì hiện tại là hàng có tem thì các bạn sẽ phải chấp nhận cái giá cao hơn. Đấy, đương nhiên là nó chính quy, các bạn nó còn phải nồi vận chuyển rồi chi phí tùm lum tùm la này nọ nữa. Nên chúng ta không trách được điều đó nha các bạn ha. Nhiều về chi phí rồi tùm lum hết. Đó. Thì chúng ta coi, chủ yếu là mình xem video này thật giả để cho khách hàng có thể nắm được cái thông tin. Đó. Có phải đồ thật hay là đồ giả. Như thế nào nó cụ thể hơn không? Rồi còn bốn con bên này nữa. Đấy, các bạn quay được phía sau luôn rồi đó. Cho các bạn coi được phía sau luôn. Đấy. Đối với cái mặt hàng mà thật ra trước đây là Vũ đã nhập cái con sách tay như Vũ đã chia sẻ cho các bạn coi trước rồi đó. Thì cái con sách tay này Vũ đã cầm cũng khá là lâu rồi. Đấy. Nhưng mà hôm nay có ngày hôm nay thì để mình có hàng có tem thì mình mới có nội dung để mình so sánh cho các bạn cùng xem. Rồi, đầu tiên là Vũ sẽ để hai con lên. Cho anh một tờ băng keo giấy đi. Nó hơi cứng xíu nha bạn. Hay có tháo thiếu ốc không? À còn khó thiếu một con. sorry các bạn, Vũ tháo thiếu một con. Bậy quá. Ok, nói chung là mình nghiên cứu đồ. Rồi, dở lên. Rồi, ok, giật ra tí xíu. Rồi, cho anh miếng nữa đi. Rồi, Vũ sẽ dán về nha. Rồi, để cho nó dễ, các bạn có dễ hình dung. Rồi, ok, thêm một con nữa. Rồi, như vậy là hai con. Rồi,
Tôi sẽ note lại cho các bạn ha. Đợi một xíu. Ủa, để hai con kế bên. Rồi. Nói chung là mình chia sẻ những cái nội dung video hay cho các bạn cùng nghiên cứu cùng Thiên Vũ thôi. Chứ khi mà chúng ta bán một sản phẩm ra cho đến khách hàng á, thì giống như anh Vũ sẽ cũng như là sẽ kiểm tra bên trong, coi như là mình test cũng như mình check cái hàng của mình trước khi mình đưa đến tay cho khách hàng của mình đó các bạn. Rồi, ok. Và đây là hai mẫu, có mẫu có tem và mẫu không có tem. Đấy, các bạn cùng xem. Thì trước mặt các bạn đây mình sẽ chồng lên luôn nha. Đấy. Đó. Các bạn nhìn về phần mặt tiền đi, về nước sơn đây. Đầu tiên mình sẽ test về cái phần mặt tiền về nước sơn này. Đấy, các bạn thấy không? Đó, về nước sơn. Nói chung là độ hoàn thiện ở phía ngoài thì mình thấy nó giống như nhau. Nó không khác vì nhau hết. Đấy. Các bạn thấy không? Mình thấy nó nước sơn cho đến cái chất in á, cho đến những cái vị điểm này nè. Đấy, nó đều tương đồng với cái độ hoàn thiện. Mình rồi coi nó phẳng, nó bị trên phô, nó bị lệch hay không. Các nút bấm. Đấy. Đó. Đấy. Đấy. Rồi, ok. Đấy các bạn. Đó, mình đang test cho các bạn nghe những cái tiếng động này. Đấy. Để các bạn có thể hình dung ra được. Rồi, ok. Như vậy là về phần mặt tiền ha. Rồi mình coi về phần mặt sau, coi xem sao. Đó. Đó, thì về phần mặt sau. Đấy. Các bạn thấy không? Hầu như nó cũng tương tầm như nhau các bạn. Đấy. Đây có 2-3 ngõ mid, rồi ngõ optical, rồi ngõ coaxial, rồi in, rồi red, 2 ngõ in analog, rồi 5 ngõ out. Hả? Đó. Rồi quạt tản nhiệt. Rồi, ok. Bây giờ sẽ mời các bạn xem cái phần ruột. Đây, phần này phần chính. Đấy. Rồi để đi đi. Ok. Rồi, cameraman có thể làm sao thấy thẳng hàng và song song để cho những khách hàng, những bạn xem kênh chúng ta có thể review nó cụ thể hết. Cái video này chủ yếu là mình cùng mọi người tham khảo xem cái hai cái sản phẩm trên thị trường này nó sẽ như thế nào, nó có khác nhau hay không. Đó. Thì đương nhiên là các bạn mà mua hàng, mà chúng ta mua hàng có tem thì chúng ta sẽ được cái sự an tâm như là cái support của các bạn rồi. Nó sẽ tốt hơn về phần có tem. Đấy. Ở đây sử dụng là con analog revive các bạn ha. Bên nào cũng giống như vậy. Nếu mà các bạn thấy giờ khi mà mở ra nhìn tổng quan đến bố cục, vị trí, màu sắc trong cái phần vo này, mình thấy 99% các bạn. Đấy. Là nó hình như là nó tương đồng từ đến cái tem nào bạn. Bạn có thể quay cameraman thấy đây bên này. Đây cái tem ở đây nè. Nó có tem cái số email đây nè. Rồi quay qua bên đây nè, nó cũng y chang như vậy. Đó. Ok cho các bạn thấy không? Cái tem mình như cái tem đây email vô trong này. Đó, y chang nè. Rồi. Đó, còn đây là cái bo nè các bạn. Ở đây có hai bo. Bo này nó đều giống nhau. Cái mạch DSP nè các bạn. Nó khác nhau nha các bạn. Ở đây mạch DSP nó sẽ có hai cái kiểu khác, mình sẽ thấy nè. Đây là hàng không tem. Bo này nó vào cái ngày là ngày 7 tháng 7 2022. Version là 5.0. Có thì một dòng chữ là DSP BCB. Rồi, ngược lại ở phía dưới này đây là hàng có tem. Nó được sản xuất vào ngày 17 tháng 8, tức là cách nhau khoảng 1 tháng rưỡi. Và nó có chữ version 5.5 cũng giống như bên kia. Nhưng mà bên kia nó sẽ có một cái sự khác nhau nha các bạn. Đó, nó có sự khác nhau đây, đưa cao các bạn. Đây nó sẽ khác nhau là có chữ hoặc không có chữ DSP, cái chữ mà DSP rồi BCB. Đó. Còn về những cái con tụ, màu sắc, vị trí, rồi những con chip, những con linh kiện ở cái cụm này, tem này, thì Vũ thấy nó cũng khá là giống nha các bạn. Đó. Và đây là nó cũng có những cái tem như là tem sản xuất nè các bạn. Đấy. Đó. Và đây quay ngược lại, bên đây cũng có luôn. Đấy. Đó. Bạn thấy không? Đấy. Về mặt cái độ dày của cái này nè, hôm bữa mà Vũ có review mọi người thấy cái độ dày, thì độ dày hai con này nó giống nhau. Hai con dày giống nhau. Đó. Còn vị trí tụ màu dây điện. Nhưng mà các bạn để ý cái chỗ này á, cái phần dây á,
có phần một phần là nó hơn cái chỗ cái sự gọn gàng. Ở hai con này là phụ mở ra nha mọi người ha, là nó có sự gọn gàng hơn nè, nó được cuộn xong rồi nó chia. Rồi bên đây thì nó không được cuộn gọn lắm. Đó, nó không được gọn lắm nha mọi người ha. Ở đây nó không có được gọn lắm, nó chỉ nhét vô đây thôi. Còn đây nó có sự cuộn lại. Đấy. Rồi, ok, nói chung là Vũ cùng mở mọi người xem, nói chung là Vũ mở ra thôi. Còn việc mọi người sẽ cùng Vũ xem và chúng ta có những cái đánh giá, chúng ta xem những cái điểm khác nhau nè để chúng ta có thể có những điểm trao đổi ở trên đây. Đó. Hầu như gắn nhau các bạn ạ. 99% luôn các bạn. Đấy. Còn để mà việc mà mình check thêm một lần nữa, chứ đó chính là phần test chất âm, tức là mình sẽ phần mềm cũng sử dụng nhau nhưng mà nó có một sự khác biệt nha các bạn. Tức là hiện tại là hàng mà có tem á thì lại không có remote, nhưng mà hàng không có tem á lại có remote. Tức là hàng không có tem á, tức là hàng ở các bạn đã bán trước đó thì hiện tại là nó có remote, tức là có thể chọn được reset, tăng giảm volume, air effect đồ, hay là chọn wide user, hay là chuyển đổi ngõ, input optical. Đó, thì nó có, nhưng mà con này thì Vũ đập thùng ra Vũ không thấy có remote. Đó, là hàng có tem. Đó. Nó khác nhau, một điểm nó khác nhau. Rồi, các bạn có thể quay cận cảnh này, mình cho bạn coi, quan trọng là những cái con chỉ số chính đi. Tại vì những cái con này mới là giá trị của nó không biết các bạn có thấy rõ hay không thôi. Ok. Thì hiện tại nó vẫn sử dụng là con chip Analog Revive, mã của nó là 21489 nha các bạn. 21489, giống nhau hết các bạn. Còn đây cũng vậy luôn. Đây Vũ che lại vì nó vì chiếu sáng nó rất mờ. Cũng y chang vậy luôn các bạn, 21489 luôn các bạn ha. Giống nhau. Rồi con này cũng vậy luôn. Đấy. Đấy. Ở đây có một cái điểm khác nè các bạn, Vũ cùng siêu thể các bạn nè. Chắc là Vũ nghĩ nó là cái mã. Ở đây là W812G. Nó khác nhau chỗ G2KH6 là nó giống nhau các bạn. Cái mã giống nhau, nhưng mà cái chỉ số này sẽ có sự khác nhau nè. Đấy, chỉ số 1722H. Đây là hàng có tem nha. Còn đây là 2122B. Đây là hàng không tem nha các bạn. Đấy. Và chỉ số phía dưới mình nghĩ là cái số lượng đó các bạn. Cái số lượng nên nó sẽ khác nhau về cái mã này. Nhưng mà còn cái mã này thì Vũ không có nắm rõ. Nhưng mà về dạng con thì hai con này là đều giống nhau. Nhưng mà chỉ có cái mã này khác nhau là 2122B và con 1722H. Nó chỉ khác nhau chỗ đó đó. Các bạn ha. Thì bạn nào rõ về những cái thông tin này thì chúng ta cùng comment ở phía bình luận ở phía bên dưới của Vũ ha. Đấy. Về màu sắc của những miếng tản nhiệt hầu như nó cũng tương đồng nhau các bạn, nó không khác gì nhau cả. Đấy. Bạn có thể quay xa xa lên cho mọi người có thể review nó trực không? Đó, bạn có thể thấy không? Tương đối là giống. Đấy. Bạn thấy rõ không? Về màu sắc của những cái ngõ kết nối nó cũng xem giống nhau. Đấy. Ok. Ok, bây giờ cho các bạn coi cái chỗ này nữa nè. Đây là hàng có tem và không tem. Ok. Có một cái điểm là hai con này là đều có số email hết các bạn. Đây, các bạn thấy không? Nó đều có số hết các bạn thấy không? Đấy, bên đây cũng y xì như vậy luôn. Đó, y chang như vậy luôn. Đó. Và thêm một cái nữa là cái con này nè, cái mà mình có phần trăm cao nhất mà mình đánh giá con này á, là nó giống nhau cũng như là giống rất là chính xác luôn cái điểm là cái phần khuôn đúc này các bạn. Tại vì nếu mà khuôn á, là đương nhiên là nó sẽ sản xuất hàng loạt, đúng chưa bạn? Đồ mấy cái đồ xưởng và đồ giấc xưởng nó sản xuất hàng loạt. Thì các bạn để ý cái chỗ hở này, bạn mà zoom cận cảnh được thì zoom giúp mình. Cái đoạn hở này, đoạn hở của ốc này nha các bạn. Nha. Mức độ nó khoảng tầm 30% cái độ lệch nè, và nên có độ hở nè. Rồi, ok, mình xuống con này. Y chang vậy luôn các bạn. Y chang phim luôn nè, cũng độ hở cũng khoảng 30% nè. Đó, ok chưa? Là mình thấy cái con này mình dễ đánh giá được nè. Rồi. Chuyển qua con kế bên. Cái độ hở này khoảng 15% nè. Đó độ hở nè các bạn, độ hở của lỗ và con ít bắn vào nè. Thì ở dưới này ông này cũng y chang như vậy luôn. Đó. Đó, và cái điểm này là cái điểm cao nhất để cho mình nhận xét được cái sản phẩm này
nguồn gốc nó như thế nào. Các bạn cho mình cái đánh giá nha. Đó, các bạn tự cho mình cái đánh giá. Đó là cái phần mà mình thấy được, mình soi được trong phần này. Rồi phần nguồn giống nhau. Đây, các bạn coi phần tụ trong đây nè. Đây, mình đang có khách nên mọi người có gì thông cảm xíu ha. Đây phần nguồn nè, đá màu sắc nè, mọi thứ giống nhau nè. Rồi, mình mở đây ra nè. Đấy. Ok. Đó. Ok, rồi. Rồi, ok. Rồi có một cái nữa mà mình thấy được trong cái hai con này, cái sự khác biệt nha. Ở các bạn xem video thì các bạn sẽ không thấy. Nhưng mà các bạn thấy là ở trên là hàng có tem và ở dưới là hàng có tem. Cái này khi mà chúng ta nhìn ở phía ngoài á nha, chúng ta sẽ để ở đây có tem này mình đã nốt rồi, tránh bị lộn. Thì cái hàng mà có tem á, chữ nó được mỏng hơn. Và hàng không tem á thì chữ nó lại in đậm hơn. Mình rất là thắc mắc ở chỗ này. Ở thứ hai á là cái phần chữ này nó bị lợt hơn và phần chữ này nó đậm hơn, thậm chí là nó cộm luôn phần. Năm nay nếu mà trong cái nghề mà in á, cái nghề này gọi là kéo lụa các bạn. Cái này gọi là người ta kéo lụa. Thì đó. Đó. Ở đây giống như kéo lụa, phần này nó in đậm hơn. Rồi, phần này các bạn coi phần kỹ này nè. Các bạn thấy không? Những cái phần này á thì nó lại có một phần xám đen. Và phần này nó lại đậm hơn. Thật ra đối với Vũ ngày trước á, trước đây khoảng năm 2010 như là Vũ có làm ngành in nên Vũ hiểu. Nó khác nhau về nước sơn, các bạn đi theo lô. Ví dụ như sản xuất 500 cái đầu tiên, 500 cái thứ hai thì nó sẽ có những chỉ số sai số mặc định, nào là cái tỷ lệ pha. Cái thứ hai là số lần kéo, ví dụ con này thì kéo khoảng 3 lần thì nó vẫn còn ám đen của nước sơn cũ. Còn này kéo 5 lần hay là như nào đó nó dày hơn, nhưng mà nhìn nó rất dày và nó cộm hơn các bạn. Các bạn tại vì quay video á, quay video thì các bạn sẽ không nhìn ra được đâu, nhưng mà Vũ rờ là Vũ biết liền. Nó mặt phần cộm lên liền, khác nhau hoàn toàn. Đó chỉ có chữ thôi. Là Vũ thấy những sự khác biệt ở trong cái con này. Vũ chia sẻ thông tin cho các bạn. Đó là những sự khác biệt. Đó. À, ok bạn thấy chưa? Đó. Đó là những cái phần mà mình thấy khác biệt. Đấy. Ok. Đấy, như vậy là coi phần đây, phần phía sau các ngõ ao đi, ao cái tín hiệu đi. Bạn có thể quay cận cảnh giúp mình. Đây. Một quạt hút nè, rồi các tụ nè. Đây, vậy cho nó dễ, các bạn dễ thấy. Rồi, bạn quay lên ở trên lên, cao lên, thấy hai bên. Đúng rồi, đó vậy đó. Vậy mọi người có thể nhìn trực quan hơn. Đó, con tụ nè, màu sắc, vị trí, dây cho đến mọi thứ nè. Tương tập. Đấy. Mình thấy cũng giống nhau. Khó ha, này chung là cũng khó cho khách hàng ha. Nhưng mà thật ra mình không biết thì mức độ mà hàng như thế nào, nhưng mà thứ nhất là cái hàng mà đã có tem nè, là cái tem nhà máy nè. Là cái thứ hai, cái mình đánh giá nữa, cái phần mà con ốc là cái khuôn đó các bạn, từ nhà máy sản xuất hàng loạt á nó có cái khuôn á, nên là cái việc mà sai lệch hai con này nè, nó tăng cho Vũ một cái góc nhìn đó là hàng nó chuẩn. Tại vì cái này á, bạn hiểu không? Thế nếu mà cái này mà hàng không chuẩn thì thằng kia nó phải khác rất là nhiều. Vì các bạn biết cái này là làm khuôn, cái này phải cần người ta gọi là gia công, ta gọi là làm khuôn đó các bạn. Thì khuôn thì nó rất là mắc, mà làm chỉ là một lần thôi. Thì mà cái khuôn này á, mà nếu mà cái này khác, là nếu mà khác khuôn hoặc là nháy thì cái khuôn cũng phải khác. Tại vì khuôn là người ta không bán khuôn ra ngoài nha mọi người. Nếu mà làm trong sản xuất thì làm mọi thứ thì chúng ta hiểu bất kỳ ngành nghề nào luôn, in nè, rồi in composite nè, hay là in làm khung, làm xiết, làm gì, mọi thứ nó đều có khuôn các bạn. Thì mỗi cái khuôn nó sẽ khác nhau đó. Thì nhưng mà khi mà mình nhìn ra cái con ốc này thì mình nghĩ là đã ra hàng loạt thì mình nghĩ là cái khuôn nó là cùng một khuôn á. Mình nhìn cái phần vỏ ngoài nha, thì ở góc độ Vũ đánh giá nó là cùng một khuôn nha các bạn ha. Đấy. Đây, nói chung là cái phần trăm mà mình đánh giá cái con này cũng là hàng chuẩn, rất là cao. Nhưng mà thế này, thì ở góc độ của Vũ là người kinh doanh á, thì ở vị trí của khách hàng á, thì các bạn có hai sự lựa chọn. Nói chung là các bạn nếu đối với những khách hàng không rành, không biết, không đi mua mà không quen biết nơi nào, thì chúng ta nên chọn hàng có tem.
Vũ khuyến khích luôn, đi bất cứ kỳ cửa hàng nào nha. Tại vì nếu mà Vũ kêu bạn chọn hàng không tem á, thì nó sẽ xảy ra cái những cái trường hợp, dù nó có chính hãng đi nữa đi, nó xảy ra trường hợp cái nơi bán lỡ bán vậy thì cái nội dung Vũ chia sẻ làm cho mọi người bị gây hại cho mọi người. Nên Vũ nói cho mọi người biết là khi mọi người mua á, mọi người cứ lựa cái hàng có tem mọi người cứ mua. Và đối với những khách hàng không biết, còn đối với những khách hàng mà chúng ta có những cái cửa hàng uy tín lâu năm và chúng ta có kinh nghiệm thì chúng ta có thể có sự lựa chọn để có một mức giá tốt hơn thì ok, vẫn được. Nhưng mà chúng ta phải có một người bán mà cảm thấy chúng ta tin tưởng và an toàn. Nhưng mà còn đối ở với Vũ thì Vũ nhìn ở hai con này thôi, thì tại hiện tại là Vũ chỉ có nắm được hai con thôi, rồi cái loại hàng thứ ba thì Vũ chưa có thấy đó. Là Vũ chưa có thấy nên Vũ không chia sẻ được cho mọi người đó. Nhưng mà tỷ trọng cái con không tem nó cũng tương đồng giống hàng có tem đó. Ok, như vậy là Vũ đã chia sẻ cho các bạn xong khi mà giới thiệu các bạn cũng như so sánh giữa hai loại hàng dòng van số VX8 trên thị trường cho các bạn biết, để các bạn có thêm thông tin chi tiết và biết sâu hơn về sản phẩm của mình. Thì đương nhiên các bạn mà là người bán á, thì các bạn không thể nào đòi hỏi người ta mở cái ruột ra cho mọi người coi được đâu. Thì nên Vũ sẵn sàng Vũ mở cho mọi người xem thôi. Còn khi mua á, thì cái vấn đề quan trọng nhất chính là cái uy tín và cái niềm tin của các bạn dành cho người bán thế thôi. Chứ thật ra việc mà có tem hay là quan trọng là người bán nó như nào thôi các bạn. Nó quan trọng ở chỗ đó thôi. Đấy. Còn cái việc kia thì thật ra việc tem thật ra họ nhái cũng được mà. Nói chung là chúng ta nên chọn người mua, người bán. Không nên chọn hàng. Nôm na là như vậy. Đấy. Ok. Nếu các bạn xem video và xem những nội dung mà kênh Thiên Vũ chia sẻ các bạn hay và bổ ích, và nó mang lại những cái giá trị tốt cho người dùng, thì đừng quên bấm like và share cho Vũ để có động lực làm nhiều video chia sẻ hay hơn cho mọi người cùng xem, cũng như là có những cái gì đó mới mẻ sẽ review cho mọi người biết hơn về trong cái ngành này, và chúng ta sẽ mua được những sản phẩm vừa ý và ưng ý nhất và chuẩn nhất, tiền chuẩn nhất. Ok, xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye, đừng quên like nha. Ok.